Hello. Rất vui được gặp lại quý anh chị khách hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đã có mặt tại phường Bình Tuấn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một căn nhà mặt tiền chợ có giá cực mềm. Vị trí căn nhà này nằm ngay mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán rất là tốt. Ở đây thuộc chợ Tự Phát nhé. Giá rất là rẻ. Tổng diện tích là 126m². Đây là căn nhà em giới thiệu cho quý vị này. Căn nhà hôm nay em giới thiệu cho quý vị có diện tích là ngang 5, dài 26, tổng diện tích là 126m², thổ cư 100m. Nhà này vị trí ngay chợ Tự Phát, gần với ngã tư Bình Tuấn, gần với Ủy ban nhân dân phường Bình Tuấn. Từ vị trí này di chuyển đi ngã tư Miếu Ông Cù hết tầm khoảng 1 km, di chuyển đi Thủ Đức hết tầm khoảng 10 km. Vị trí này gần với các khu công nghiệp. Vị trí này quý vị có thể mua về kinh doanh buôn bán rất là tốt nhé. Đây có quán cà phê, quán nhậu, trường mầm non. Ở đây người ta kinh doanh buôn bán rất là nhiều ngành nghề. Căn nhà em giới thiệu cho quý vị đây này, nhà cấp 4, ngang 5, sâu 26, có hướng đông nam, cách con đường DT743 chỉ tầm khoảng 200m thôi, gần với con đường Thủ Khoa Huân. Giá căn nhà này em giới thiệu cho quý vị chỉ có 3.500.000.000 thôi. Em đưa giá trước cho quý vị xem tham khảo nhé. Giá chỉ có 3.500.000.000 chia cho 126m², giá rất là mềm cho căn nhà mặt tiền đường này. Nhà ngay chợ luôn nhé. Quý vị nào đang có tầm tiền 3.5 tỷ mà muốn có nhà mặt tiền đường để kinh doanh buôn bán thì quý vị có thể xem video của em, có thể cân nhắc hoặc liên hệ cho em, hẹn gặp em ở ngã tư Bình Chuẩn hoặc Ủy ban nhân dân phường Bình Chuẩn hoặc ngã tư Miếu Ông Cù, em sẽ dẫn vào xem nhé. Đây là khu chợ kinh doanh buôn bán rất là tốt nhé. Ngang 5, sâu 26, hướng đông nam, cực đẹp luôn. Một xíu nữa công nhân ra, quý vị sẽ thấy ở đây công nhân rất là đông nhé. Đây kinh doanh buôn bán cái gì cũng có. Đây, bây giờ em sẽ di chuyển vào trong nhà, review kỹ căn nhà cho quý vị mình xem này. Ngoài đây chủ nhà để sân đậu xe hơi, để view kinh doanh buôn bán ở đây rất là rộng. Chủ nhà để chiều sâu của hè này tầm khoảng hơn 6m. Ở đây có một lớp cửa cuốn này. View kinh doanh buôn bán rất là tốt nhá. Đây chủ nhà cũng kinh doanh buôn bán luôn. Phía trên đây chủ nhà đi trần thạch cao thả này. Nhà mình cấp 4, không cần trần hộp. Nhà kinh doanh buôn bán nhá, đa ngành nghề. Quý anh chị nào có nhu cầu đi xem hãy alo cho em theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn em ở ngã tư Bình Chuẩn, em sẽ dẫn vào xem nhé. Di chuyển vào trong phòng khách nhà mình. Ở đây có thêm một lớp cửa sắt kết hợp với kiến cường lực ở đây. Đây là phòng khách rộng rãi nhà mình này. Phía trên là hệ thống trần trí thạch cao. Ở dưới mình kê bàn phòng khách rất là rộng nha. Khách rộng rãi thoải mái luôn. Nhà mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Trước này phía trong đây mình có hai phòng ngủ và phòng nấu ăn. Ở dưới tầng trệt này có hai phòng ngủ rất là rộng nha. Đây phòng ngủ thứ hai này. Phòng ngủ nào cũng rộng rãi thoáng mát. Kê bàn ngủ
cái giường ngủ đầy đủ hết nhé. Phía trong đây là phòng bếp nấu ăn, ở đây có khu bếp nấu ăn này. Bếp nấu ăn rộng rãi nhé. Quý chị nào có nhu cầu mua nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán, alo cho em. Em có nhiều sản phẩm giá kinh doanh buôn bán vừa, bình buôn bán sung. Nhà 1 trệt 2 lầu, nhà 1 trệt 1 lầu có hết. Như căn nhà này là nhà cấp 4 thôi nha. Ngang 5, sâu là 26m, tổng diện tích là 126m2, thổ cư 100m. Giá chỉ có 3 tỷ 500 triệu đồng cho căn nhà mặt tiền kinh doanh buôn bán này. Em còn nhiều căn nhà 1 trệt 2 lầu tầm khoảng 3 tỷ rưỡi, rất là nhiều. Bây giờ mình ra coi lại con đường phía trước nhé. Trước rất là sung này. Quý vị đợi một xíu nữa, công nhân họ sẽ ra về. Sẽ rất là sung nhé. Hiện tại bây giờ mới là chưa tới 4 giờ chiều. Nếu tầm 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều khu vực này sẽ đông cứng luôn. Sau ở trong đây có nhà tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Giá chỉ có 3 tỷ 500 triệu đồng. Quý anh chị có nhu cầu hãy liên hệ với em Sơn. Mình có thể xem khu vực này hiện tại đang kinh doanh buôn bán rất là tốt nhé. Trước này có bán tôm cá ếch này, đầy đủ hết, trái cây hết. Đây bán bún, bán phở. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.